Ta có tam giác ABC như trên hình. Ta phải tính số đo góc AHK hay góc A. Đề bài cho một số dữ kiện gồm các góc vuông và góc ACB bằng 32 độ. Chúng ta có nhiều cách để giải bài toán này. Cách thứ nhất, ta có góc AHK và góc KHC là hai góc phụ nhau, tổng số đo của hai góc bằng 90 độ. Suy ra, góc KHC bằng 90 độ trừ A. xét tam giác vuông KHC, góc HKC cộng góc KCH cộng góc CHK bằng 180 độ, tức là 90 độ trừ A cộng 90 độ cộng 32 độ bằng 180 độ. Vậy, 180 trừ A cộng 32 bằng 180. Âm A cộng 32 bằng 0. Nên A bằng 32 độ. Cách thứ hai, xét tam giác vuông ABC, đặt góc ABC bằng x. Ta có x cộng 90 cộng 32 bằng 180. Suy ra, x bằng 58 độ. Xét tam giác vuông AHB, đặt góc BAH là y. y cộng 58 cộng 90 bằng 180 độ. Suy ra, y bằng 32 độ đặt góc HAK là Z, góc Y và Z là hai góc phụ nhau, nên góc Z bằng 90 trừ Y, hay 90 độ chứ 32 độ, bằng 58 độ. Xét tam giác vuông AHK, 58 độ cộng 90 độ cộng A, bằng 180 độ. 58 cộng A bằng 90, suy ra A bằng 32 độ.